Nếu em đi trễ, sếp hỏi tại sao đi trễ, em sẽ nói như sau: tại trời mưa. Có đúng không? Dạ đúng. Tại trời mưa em đi trễ. Vậy thì nếu để em không đi trễ thì ông trời phải không mưa. Tất cả những người đổ lỗi là những người sẽ không thể phát triển. Ví dụ cho em coi này. Nếu em đi trễ, sếp hỏi tại sao đi trễ, em sẽ nói như sau: tại trời mưa. Có đúng không? Dạ đúng. Tại trời mưa em đi trễ. Vậy thì nếu để em không đi trễ thì ông trời phải không mưa. Đúng không? Đấy là lỗi của ông trời. Lỗi thứ hai là tại kẹt xe. Ôi em kẹt xe mới đi trễ chứ. Vậy thì nếu mà muốn tôi không đi trễ thì đường phải cực kỳ thông thoáng. Đấy là lỗi đó là do chính phủ. Đúng rồi. Là mở con đường nhỏ quá. Nếu mà tôi nghèo là do cha mẹ tôi nghèo. Vậy nếu mà muốn mình giàu thì là tại ông bà ấy. Ông bà ấy phải sửa. Chứ tôi có gì đâu mà sửa. Có đúng không? Dạ. Rồi thì bạn sẽ là gì? Cục bùn, cục đất. Tại vì nếu mình không phải lỗi của mình thì mắc gì mình sửa. Có đúng không? Dạ. Đây là một trong những cái cực kỳ phổ biến mọi người nhé. Khi nếu mình liên tục mình đổ lỗi cho người khác, thế thì mình không cải thiện được bất kể thứ gì ở cuộc đời của mình. Bất kể khi nào bạn đổ lỗi về cái gì thì bạn không thể phát triển đến lĩnh vực đó. Ôi tôi học dở. Đó là do cô giáo dạy dở. Thế thì phải đổi cô giáo chứ đổi gì mình. Thế thì mình có tiến bộ không? No, đúng không? Nào, ô, anh ơi, thế thì có nhiều khi cũng quả lỗi của họ mà. Đúng rồi mà, cũng cái lỗi của họ mà. Bất kể khi nào em nói là lỗi của họ, thế thì em không bao giờ sửa mình. Ok, nào, cũng là trường hợp đi trễ, hãy coi đây, giải pháp. Khi em đến công ty trễ, em gặp sếp. Dạ thưa sếp, là do trời mưa nên em đi trễ. Sếp nó vui hay nó không vui? Bộp vào mặt. Bộp. Ok, nào, cũng là câu đấy. Xin lỗi sếp. Lỗi của em, do em không lường được trời mưa, em quên áo mưa cho nên em đi trễ. Nhưng mà lỗi của em không lường được trời mưa cho nên đi trễ. Lần sau em sẽ khắc phục. Theo bạn, sếp nó có bỏ qua không? Yes. Theo bạn, lần sau mình sẽ cải thiện không? Dạ có. Yes. Đây là yếu tố đầu tiên để giải quyết vấn đề đi trễ. Nếu các bạn thấy bài học của tôi bổ ích thì hãy bấm đăng ký kênh và bấm vào hình cái chuông để tiếp tục nhận được những cái video kế tiếp của tôi sớm nhất. Xin chào!